e canh xanh và mạch xanh. Sử dụng cấu hình 3 đường tiến, một bát 30 găng vải tắm dầu và một mic, một chép dom. Khi các bác mua những cặp 4312 thì các bác lưu ý nha, em vẫn chuyên những dòng này và cũng đã lên video rất là nhiều, cả trem cái video 412 MK2 để phục vụ các bác rất là nhiều rồi. Trong năm nay thì em bán cũng là mấy chục cặp rồi nha các bác. Và em đều chỉ cho các bác khi mình mua hàng 412 MK hãy để ý cái trép, tại vì cái trép này là dòng cao nhất là nó sử dụng trép dom. Mà những cặp nó hay bị lai trép của trép của 412A, nhiều bác mua bị lầm rất là nhiều đấy. Nhiều bác gọi điện hỏi em sao cái trép nhà bác nó có khứa. Trép dom là cái mặt trước của cái mũi trép nó sẽ lắng tưng nha các bác, còn cái trép có khứa là trép titan nó nằm trên cái con 4312A các bác nha. Nên các bác lưu ý mua những cặp này là phải để ý cái trép thôi. Còn mic với bass thì nó giống nhau. 4312 MK2 là nó phiên bản nâng cấp, nó nâng cấp lên trép dom. Giá tầng giá trép dom nó siêu mạnh hơn, nó bén hơn rất là nhiều. Và nó canh xanh, mạch xanh và hệ thống của tầng số phần tầng nó sẽ khác biệt rất là nhiều. Nó dòng kim âm chuẩn 3 dải. Cặp loa này em về trong đợt này mùa lễ giá để cho giá cực tốt là 24.500.000 nha. Đã bao gồm phí ship và nhà các bác, đã bao gồm ship rồi. Bắt đầu nhanh tay thì mình lấy cặp này. Cặp này series là 5238 và 5239 nha. 5238 và 5239, tiếng loa cực đẹp, gông keng xà beng luôn nha. Loa chắc bãi về chưa qua tay người sử dụng Việt Nam. Các bác thấy từ miếng xốp này, nó nét keng luôn. Loa mic, loa check, đẹp từ những cái bảo vệ luôn, đã lỗ thông hơi, hai vi tinh chỉnh. 5238, 5239 nha. Đấy, đẹp chưa? Các bác thấy từ những cái bảo vệ luôn này. Loa mic này. Đấy. Bát này, 30 găng vải tâm dầu gông này. Gông bánh dầu làm, kéo mạnh đứt tay đây các bác. Thì nó quá đẹp nha. Đó, 30 găng vải tâm dầu. Đẹp keng luôn nha, nhìn cái gông này quá. Cực kỳ sắc nét nha, 24.500.000. Giá tốt nhất cho các bác sở hữu trong mùa lễ nha. Hay là phía trên nó thùng gỗ lạng, phía sau là trạm loa bắp chuối mỏ chim. Khuôn thành sát cạnh nha các bác. Bác nào chuyển khoản đủ thì em vẫn bớt 300.000, còn cọc tiền thì cọc khoảng 2 triệu là em ship hàng tận nơi. Về tiếng loa em nói tuyệt vời rồi nha. Giờ sau đây mời các bác cùng xem chi tiết thùng vách nha. Vâng, đây là cạnh bên phải các bác của từng chiếc loa nha. Đúng cặp series liền kề. Vâng, và đây là cạnh bên tay trái. Đúng cặp rồi, cậu thấy văn loa cặp này rất là trùng nhau nha. Giá bao gồm phí ship là 24.500.000. Phía sau là trạm loa nha các bác, trạm loa thôi. Nhưng cặp nào cũng vậy, nếu các bác đã theo dõi kênh của em thì rất là nhiều các bác xem được những cái cặp 412 em về rồi. Về từng cặp và lên sóng cho các bác. Các bác ủng hộ rất là nhiều với những cặp loa này, vừa nghi vừa trưng bày. Dòng loa Mỹ thì nó nghi rất là chuẩn nha các bác. Gibson, Luckman, Sansui, Pioneer đều được. Loa JBL cực kỳ dễ ghép cho kháng là 8 ohm. Tem treo đầy đủ nha. Hay bác nào chốt thì alo cho em nha. Giá 245. Rồi em xin chào, hẹn gặp lại các bác nha. Bác nào có nhu cầu cứ liên hệ cho em chính qua hai số điện thoại 0978 338 14 hay là 0965 77027. Vâng, xin chào các bác. Đây là cặp loa hết số của dòng 4412 hay là 4412A Student Monitor. Em về ngày hôm qua thì em mới lên sóng để các bác cùng xem nha. Đóng cửa lại một tí. Cặp này thì em đang giao các bác là 24 triệu. Hàng đẹp xuất sắc, thùng gỗ. Để trân dòng 4412A Student Monitor thì mặt trước nó là có một cái, nó họ phủ một cái lớp kiểu như mèo phân đá hay các bác. Vẫn là cấu hình bass 30. Đấy, rất đẹp. Cái canh này các bác còn nguyên cái tem bên nước ngoài họ dán hệ đánh dấu cặp này. Hệ 8383 này. 4412A Student Monitor, dòng loa kiểm âm cao cấp của Mỹ. Nói với những dòng loa kiểm âm thì dòng Student thì nó là dòng loa được sản xuất ra với một chất âm cực kỳ chính xác, được sử dụng trong những cái phòng studio cao cấp của Mỹ và những ở Việt Nam chúng ta, với những phòng thu âm đều vẫn sử dụng những dòng mà Student Monitor này nha các bác. Và đây là cặp loa 4412A, giá là 24 triệu, 3 đường tiếng, một bass, một mic, một chép dom nha các bác. Đây là các bác cùng xem tiếng loa nha. 4412A. Lỗ thông hơi phía trước, một mic, một chép dom. Tiếng loa thì gọi là đẹp tuyệt vời nha các bác, không có điểm trừ nữa hết nha. Đây bass này.
Bát 30 găng từ Mỹ về luôn nha các bác, găng rất đẹp. Đây. Cặp này các bác vừa nghe nhạc vừa có thể trưng bày, nghe đa thể loại nhạc nha. Lo đẹp kiến công luôn, không điểm trừ. Giá là 24 triệu bao ship, chuyên khoản độ vẫn bớt 200 các bác nha. Cọc tiền các bác cọc tối thiểu là 2 triệu. Khoảng là 10% đấy các bác. Khoảng 2 triệu làm ship hàng. Dòng đầu 4 thì khá là hiếm các bác. Đầu 4 là phiên bản nâng cấp của đầu 3 đó, 43, 43 rồi tới 44 này các bác. Đẹp ngất ngay nha. 4412A. Đây cạnh bên tay phải này. Không một điểm trừ nha các bác, lo sử dụng là trạm bắp chuối hoặc là các bác có thể sử dụng mỏ chim bình thường nha. Đầu 4 thì khá là hiếm, lâu lâu mới có hàng các bác, được ném về được một cặp này thôi. Đầu 43 thì nhiều, 44 thì ít. Bác nào cần một cặp loa Mỹ đến từ thương hiệu JBL thì để nghe nhạc và để trưng bày, nghe đa thể loại nhạc, nhạc tiết tấu nhanh, tiết tấu chậm, thể hiện một cái chất âm ba dải cực kỳ chính xác thì những dòng loa monitor student của JBL vẫn là lựa chọn tuyệt vời nhất ở phân khúc nha các bác. Nó cho ra tiếng bass đúng chuẩn và xuống khá là sâu, đặc trưng của dòng loa Mỹ. Đây là cạnh trái. Đây là cạnh phía sau các bác. Không một điểm trời nha, phía sau thì có trạm loa. Đặc trưng dòng 44 thì từ phía sau đến phía trước là gỗ hết các bác. Nên là các bác nhìn rất là đẹp và ngầu. Nhưng dòng 43 thì phía sau là mà đen, còn 44 là phía sau là gỗ luôn nha. Đấy, bác nào muốn sở hữu và yêu thích cặp này thì liên hệ cho em nha. Giá 24 bao ship, em ship hàng tận nơi. Các bác ở xa yêu thích cặp thì cứ cọc tiền, cọc khoảng 2 triệu là em ship hàng. Nhận hàng thanh toán là 2 triệu, 22 triệu còn lại. Hiện tại shop chỉ có một cặp 4412 mới về ngày hôm qua là cặp này thôi nha. Những cặp đầu 4 không có nhiều quá. Loa thì rất là đẹp, đẹp ngất ngay qua tay. Găng là từ Mỹ về luôn nha, các bác chỉ việc sử dụng thôi. Rồi em Chí xin chào, hẹn gặp lại các bác. Các bác nhớ đăng ký kênh để luôn được cập nhật những video mới nhất hàng ngày hàng giờ.